lên, tạo những cái đường link cho các em. Các em có thể có thời gian các em lên các em nghe, và như vậy nó cũng sẽ giúp cho mình có thể học bài tốt hơn. Có khi nghe em thuyết trình rồi các bạn thuyết trình và xem những cái PowerPoint rất là đẹp nữa, đúng không? Rồi, sau chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần sáng dây ha. Rồi, sáng dây ha các em. Thì lý do gọi là sáng dây thì chắc là nãy giờ mình cũng hình dung được rồi ha. Bởi vì thân sáng dài có thể chứa từ vài chục đốt cho tới hàng trăm, hàng ngàn đốt ha. Và người ta còn gọi nó là sáng giải bởi vì thân sáng dẹt. Và cái phần đầu sáng, các em có nhìn thấy cái đầu sáng ở đâu không? Các em có nhìn thấy đầu sáng ở đâu không? Đầu sáng là khúc trên hay khúc dưới vậy mấy đứa? Dạ tôi co là đầu sáng khúc trên ạ. Đầu sáng là khúc trên hay khúc dưới vậy mấy nhóm nãy giờ thuyết trình? Dưới không? Đúng rồi. Thế cho nên là thông qua cái việc thuyết trình là các em cũng sẽ hiểu hơn rất là nhiều. Và hơn nữa là khi các em nắm về cái nội dung một con sáng thì coi như là các em đã có thể nắm được những con sáng còn lại, vì nó chỉ khác nhau một chút xíu về cái chu trình phát triển mà thôi, đúng không? Đặc điểm bệnh học cũng khá là giống nhau. Rồi thì đầu sáng là cái phần bé xíu ở dưới này nè ha. Đầu sáng rất là nhỏ, kích thước của nó có thể tối đa là khoảng 3 mm, thông thường nó có thể nhỏ hơn 1-2 mm, và thậm chí một số những cái con sáng, sáng dây heo, sáng dây bò, sáng dây cá thì có thể tới 3-4 mm. Nhưng mà đối với sáng dây nhỏ như sáng dây lùn thì có thể nó chỉ có khoảng 0 mấy mm mà thôi. Đầu sáng cực kỳ nhỏ, tuy nhiên nó là một cái đầu quyền lực đó mấy đứa. Từ cái đầu sáng này chỉ cần nó bám được vào thành ruột thì chỉ trong vòng khoảng tối đa là 3 tháng chúng ta sẽ có những con sáng trưởng thành ở trong đường tiêu hóa với kích thước có thể lên đến hàng chục mét. Được chưa? Đó, thì đó là chính là đặc điểm của sáng dây và sáng giải. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cấu tạo chung của sáng thì cái này là mấy bạn có nói rồi. Mấy bạn có nói rồi, cho nên cô chỉ nhắc lại thôi. Cái đầu tiên á, là những cái phần quan trọng của một con sáng mà các em cần phải nắm. Thứ nhất là cái đầu sáng thì bao gồm cả cái cổ luôn đó mấy đứa. Cái đầu sáng, thứ hai nữa là cái đốt sáng già, và thứ ba nữa là cái trứng sáng. Tại sao chúng ta phải nắm, tại sao chúng ta phải cần biết rõ về đầu sáng, tại sao lại có nghĩa là tại sao chúng ta cần nên biết qua về cái đầu sáng, tại sao chúng ta cần biết về trứng sáng, và tại sao chúng ta cần biết về đốt sáng? Bạn nào cho cô biết thử coi. Ý là tại sao phải nắm ba đốt nhưng mà lại đốt già thôi nha. Tại sao chúng ta lại tìm hiểu những cái đó? Tại sao cần tìm hiểu những cái thông tin đó? Bạn nào cho cô hiểu cái lý do thử coi nào. Đốt sáng già, trứng sáng và lại đầu sáng. Có không? Có bạn nào có không? Nhóm 10. Dạ, dạ em xin trả lời. Ok, em trả lời đi. Dạ cô, là do đốt già thì có trứng thì từ đó ta biết được bệnh nhiễm. Là gì nữa? Nói chung là mấy cái đó là nó quan trọng của cái con sáng. Dạ em trả lời được không? Ừ rồi mời em. Dạ là biết ba cái hình, ba cái cấu tạo chính đó để phân biệt cái loại sáng với nhau. Phân biệt và thêm một cái ý nữa đó là chẩn đoán ha. Rồi em tính gì đó? Dạ bạn hồi nãy trả lời rồi em mới trả lời sau này cô. Ừ thôi thôi đưa, hai đứa luôn. Dạ cô em tên Hướng Diệp Bảo Nguyên. Dạ em tên Diệp. Diệp, ok, cảm ơn Diệp, cảm ơn Nguyên. Bảo Nguyên, Bảo Nguyên. Bạn thấy rồi, cô thấy rồi. Như vậy thì lý do tại sao chúng ta cần tìm hiểu về cái đầu sáng thì các em biết là cái đầu sáng nó rất là nhỏ. Tuy nhiên như cô nói là chỉ cần có cái đầu thôi, chẳng cần một cái đốt nào cả thì nó cũng có thể cho ra sáng trưởng thành. Do đó thì khi mà các em nghi ngờ, cái nghĩa là bây giờ thôi nói trước về cái đốt đi. Cái đốt và trứng sáng các em phải biết, bởi vì cái cấu trúc đó là cấu trúc mà có khả năng tách khỏi thân con sáng, và đặc biệt là đốt sáng già. Đốt sáng già có thể tách khỏi thân con sáng, hoặc là nó có thể vỡ phóng thích trứng sáng, hoặc là nó có lỗ đẻ nó phóng thích trứng sáng. Cho nên trứng sáng và đốt sáng già sẽ là một trong hai hoặc cả hai thành phần này, tùy từng giống sáng cụ thể mà nó sẽ xuất hiện trong mẫu bệnh phẩm và mẫu phân. Do đó thì đó là cái cấu trúc quan trọng để giúp cho chúng ta chẩn đoán, giúp cho chúng ta chẩn đoán xác định coi người này có bị nhiễm sáng hay không. Còn tại sao cái đầu rõ ràng nó đâu có ra phân đâu. Tuy nhiên khi mà các em xét nghiệm mà mình đã bị nhiễm sáng rồi thì lúc này các em sẽ dùng thuốc đúng không? Các em dùng thuốc thì các em dùng thuốc sẽ làm chết con sáng. Tuy nhiên ai biết được là nó có chết cái đầu hay không?
hay là nó chỉ có chết những cái phần đốt sáng mà thôi. Cho nên là đôi khi các em để chắc chắn rằng cái người mà được điều trị là họ đã khỏi hoàn toàn khỏi cái bệnh nhiễm sáng này, có nghĩa là đảm bảo là thải hoàn toàn con sáng ra bên ngoài, thì có một số trường hợp là cần thiết thì người ta sẽ cho bệnh nhân là dùng thuốc sổ, sổ nhẹ sau khoảng 2 đến 3 tiếng kể từ khi uống thuốc để chi kem để đào thải con sáng ra bên ngoài, và lúc đó người ta sẽ tìm cái đầu sáng trong cái dịch sổ xem có hay không. Nếu có cái đầu sáng thì chắc chắn là người bệnh này đã sổ sáng thành công, có nghĩa là tìm thấy những cái đầu sáng, và đồng thời nó cũng giúp xác nhận lại cái con sáng này là con sáng gì, được chưa? Đó, tìm thấy những cái đầu sáng đó trong đó. Còn nếu như mà và đặc biệt là trong trường hợp gì kem, đặc biệt là trong trường hợp bệnh nhiễm sáng dây heo á, là thường là người ta sẽ phối hợp cùng với thuốc sổ để đảm bảo là sổ cái đầu sáng ra bên ngoài. Em có biết tại sao lại đặc biệt đối với sáng dây heo và sáng dây bò không? Tại sao? Nhóm 10 trả lời thử coi, tại sao lại đặc biệt đối với sáng dây heo và sáng dây bò là phải tìm được cái đầu con sáng? Dạ, tại cái đầu nó bám vào cái màng ruột để nó... Cái sáng đầu cũng bám vô thành ruột hết trơn á. Dạ, tại vì nếu mình không tìm được cái đầu thì nó biết triệt tiêu được hẳn luôn cô, không thì nó sẽ mọc lại. Đúng, nó sẽ mọc lại, thì con nào cũng vậy hết trơn á. Tại sao những con khác thì nó lại ít quan trọng hơn là có sáng dây heo và sáng dây bò, đặc biệt là sáng dây heo, nó heo bò thì giống nhau đó đó. Tại sao lại là hai con đó? Dạ, rồi đó, đất phát triển cơ gì cô? Lý do là bởi vì như thế này, thì những con sáng nào cũng vậy, miễn nó còn cái đầu là nó sẽ tiếp tục cho lại ra những cái đốt sáng ở phía sau. Lý do tại sao phải là cái đầu sáng dây heo và sáng dây bò, tại vì các em biết phải là đối với sáng dây heo và sáng dây bò, nếu mà chúng ta phát hiện ra bệnh mà chúng ta không điều trị sớm thì rất là dễ có khả năng người bệnh sẽ bị nhiễm cái bệnh gì theo đó nữa các em. Có nghĩa là sau khi bị nhiễm sáng dây heo trưởng thành thì sẽ dễ nhiễm thêm cái bệnh gì nữa? Ấu trùng nang sáng dây heo. Đúng rồi, bệnh ấu trùng sáng dây heo, tên gì đó em? Dạ em tên Diệp. Sẽ rất là dễ bị nhiễm thêm một cái bệnh nữa, đó là bệnh ấu trùng sáng dây heo ha. Đúng không các em? Còn ấu trùng sáng dây heo bệnh sao thì lát nữa cô cũng sẽ nói luôn. Bởi vì bệnh nhiễm sáng dây heo và sáng dây bò thì thật ra nó không có nguy hiểm tới tính mạng đâu mấy đứa. Hơn nữa, sáng dây heo một lần chúng ta nhiễm có một con thôi à, nhưng mà nó nguy hiểm ở đây là nó sẽ thể làm cho các em bị nhiễm bệnh ấu trùng sáng dây heo. Và bệnh ấu trùng sáng dây heo nguy hiểm như thế nào thì lát nữa cô sẽ trình bày cho các em. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Đầu sáng thì rất là nhỏ, tầm khoảng 2mm đổ lại ha, và nó sẽ có bốn, thông thường thì nó sẽ có bốn cái đĩa hút nằm ở bốn góc. Phía trên nó sẽ là một cái cấu trúc lồi gọi là cái chỉ, và trên chỉ thì nó sẽ xuất hiện những cái hàng móc ha. Từ đầu sẽ nối liền với cổ, và từ cổ thì nó sẽ là cái phần mô tăng sinh ra những cái đốt ở phía sau. Những cái đốt mà càng gần thân là những cái đốt non, những đốt mà càng xa thân xa đầu á, đốt càng gần đầu là đốt non. Đốt non thì nó bẹt theo chiều ngang như thế này, nhưng mà những cái đốt càng xa đầu thì là đốt già, thì lúc đó nó có thể dài hơn. Rồi, và về cái đốt sáng thì đốt sáng chủ yếu chúng ta sẽ quan tâm đến đốt sáng già như hồi nãy các bạn nói, bởi vì sự nắm rõ về đốt sáng già và trứng sáng sẽ giúp cho chúng ta phân biệt, và đặc biệt là quan trọng trong việc chẩn đoán. Thì đốt sáng già là cấu trúc mà nó có thể rụng khỏi thân con sáng hoặc là phóng thích trứng, cho nên là đốt sáng già và trứng sáng rất là quan trọng. Thì bản thân sáng là giống lượng tính, nói chung tất cả các cái con sáng đều là giống lượng tính cả, và không riêng gì sáng dây heo. Thì đối với sáng dây heo các em, nó là giống sáng lượng tính, và mỗi đốt sáng như vậy nó sẽ có cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái. Khi đốt sáng này nó dần dần nó trưởng thành, thì lúc này cơ quan sinh dục đực sẽ tự thụ tinh cho cơ quan sinh dục cái. Ví dụ như tinh hoàn các em, nó sẽ phóng thích cái tinh trùng, nó đi theo cái con đường này nè, nó ra ngoài cái lỗ sinh dục rồi nó lại vào lại trong tử cung để thụ tinh cho trứng ở đây, và trứng sẽ chứa đầy ở bên trong. Đốt sáng càng già thì lượng trứng càng nhiều, và lúc đó cơ quan sinh dục dần dần nó sẽ teo đi, nó nhường chỗ cho tử cung chứa đầy trứng. Hình dung được ha? Đó, thì đó chính là cái đặc điểm. Và như vậy thì cơ quan sinh dục nó cũng có tinh hoàn và cũng có buồng trứng, giống như là con sáng lá vậy đó mấy đứa. Và có hai trường hợp như sau. Đó là trong trường hợp mà con sáng nó có lỗ đẻ. Sáng mà có lỗ đẻ thì có nghĩa là trên cái đốt sáng nó có cái lỗ đẻ,
lỗ đẻ khác lỗ sinh dục nha các em. Lỗ sinh dục là cái nơi để mà thụ tinh và bắt buộc là cái đốt nào nó cũng phải có hết. Nhưng lỗ đẻ là cái nơi phóng thích trứng, thì có đốt, có con sáng, có lỗ đẻ, có con sáng không. Đối với những cái con sáng mà đốt sáng có lỗ đẻ thì như vậy là đâu có cần phải đợi đốt sáng già đúng không? Khi nó trưởng thành, nó tạo ra trứng thì nó bắt đầu phóng thích trứng ra ngoài rồi. Cho nên trứng sẽ theo phân ra ngoài cảnh. Đó, mà không cần phải đợi cái đốt nó rụng ra theo. À, thì đó là gặp trong trường hợp của sáng dây gì vậy? Sáng dây gì vậy em? Sáng gì dây gì vậy nhóm 19? Em trả lời được không cô? Ừ, em trả lời cũng được. Dạ cô, là sáng dây cá. Sáng dây cá, đúng rồi, nó có lỗ đẻ cho nên trứng sẽ theo phân ra ngoài. Tên gì đó em? Dạ em tên Ly ạ. Cẩm Ly. Dạ dạ đúng rồi. Rồi, ôi trời ơi, rồi như vậy thì có lỗ đẻ thì nó sẽ phóng thích trứng. Còn đối với trường hợp tử cung kính á, thì đốt sẽ theo phân ra ngoài, và như vậy thì thường chúng ta sẽ không tìm thấy trứng trong phân mà tìm thấy đốt sáng. Những trường hợp nào thì là đốt nó sẽ mang trứng và đi ra ngoài vậy mấy đứa? Sáng dây nào? Nãy giờ mình học rồi, sáng dây nào mà nguyên cái đốt mang trứng sẽ theo phân ra ngoài? Thưa cô, sáng dây bò và heo. Sáng dây heo, sáng dây bò. À, sáng dây nào nữa? Sáng dây chó. À, sáng dây chó ha. Và sáng dây lùn. Tuy nhiên đối với trường hợp sáng dây lùn, mặc dù đốt chứa trứng sẽ di chuyển ra ngoài, nhưng mà thường lại chúng ta lại tìm thấy trứng trong phân, là bởi vì sao? Có nghĩa là cái đốt nó mang trứng nó rụng ra, nhưng mà thường lại không tìm thấy đốt mà tìm thấy trứng. Bởi vì sao? Bởi vì sao vậy nhóm 2? Bởi vì sao vậy nhóm 2? Ê, mất tiêu rồi. Ủa, nãy hỏi rồi mà. Lý do là bởi vì sao các em? Bởi vì đốt sáng nó dễ vỡ à, cho nên mặc dù đốt sáng nó mang trì trứng, nhưng mà sau đó thì nó lại bị bể mất tiêu ở trong đường tiêu hóa, vì do đó chúng ta thường không thích thấy trứng. Vậy thì thôi, chỗ này các em nắm cho cô, đó là nếu đốt sáng có lỗ đẻ thì trứng sẽ xuất hiện ở trong phân, và nếu đốt sáng không có lỗ đẻ, có nghĩa tử cung kín mà không có lỗ đẻ, thì như vậy là đốt chứa trứng sẽ ra ngoài. Rồi bây giờ chu trình phát triển của sáng dây. À, chu trình phát triển của sáng dây là chung cho tất cả giống sáng dây, thì cô sẽ trình bày đầu tiên là bắt đầu từ ruột non của người và động vật. Từ ruột non của người và động vật đó, các em, thì sẽ phát triển con sáng trưởng thành, và sáng trưởng thành sẽ phóng thích trứng hoặc là đốt sáng theo phân ra ngoài cảnh. Đốt sáng ra ngoài cảnh thì nó cũng sẽ vỡ và phóng thích trứng. Ký chủ trung gian sẽ nuốt phải trứng và vào trong cơ thể, nó sẽ cho ra phôi sáu mốc. Phôi sáu mốc trong cơ thể ký chủ trung gian nó sẽ biến thành nang ấu trùng trong mô cơ hoặc là trong các cái xoang cơ thể của ký chủ trung gian. Và sau đó thì những cái nang ấu trùng này nó sẽ theo lại đường tiêu hóa vào trong cơ thể của ký chủ chính. Trong cơ thể ký chủ chính thì nang ấu trùng nó sẽ vỡ ra và nó phóng thích cái đầu sáng. Đầu sáng thì sẽ bám vào thành ruột, và sau đó vài tháng sẽ phát triển thành con sáng trưởng thành. Thì đó là chu trình phát triển. Như vậy chu trình phát triển thì thông thường nó sẽ xoay quanh hai ký chủ, là ký chủ chính và ký chủ trung gian. Tuy nhiên ở sáng dây cá thì ký chủ trung gian có thể là qua nhiều ký chủ trung gian khác nhau. Rồi, do đó thì chu trình phát triển của sáng dây đa số là con đường trực tiếp hay gián tiếp mấy đứa? Dạ gián tiếp. Đúng rồi, đa số nó sẽ là chu trình gián tiếp. Tuy nhiên riêng đối với sáng dây lùn thì nó hơi đặc biệt một chút, đó là nó có chu trình trực tiếp và nó có hiện tượng tự nhiễm nữa. Rồi như vậy chúng ta sẽ đi vào các cái sáng dây. Sáng dây ký sinh ở người thì có sáng dây heo. Sáng dây mà ký sinh ở người chúng ta sẽ có sáng dây heo, sáng dây bò, sáng dây cá. Sáng dây này có ký chủ chính là người, heo, bò, cá là ký chủ trung gian. Hình dung được ha. Rồi sáng dây mà ký sinh tình cờ ở người thì chúng ta sẽ có sáng dây chó và sáng dây lùn. Khi này chó không phải là ký chủ trung gian nha các em, mà không phải ăn thịt chó mà bị nhiễm nữa nha. Mà lúc này chó sẽ là ký chủ chính, người là ký chủ tình cờ.
Sáng dây lùng thì sao? Lẽ ra mình có thể gọi nó là sáng dây chuột, ha? Tại vì chuột sẽ là ký chủ chính, ha? Và người cũng là ký chủ tình cờ. Tuy nhiên nó có tên là sáng dây lùng bởi vì kích thước của nó rất là nhỏ, ha? Kích thước của nó chỉ vài cm thôi, 3 đến 4 cm, tương ứng với cái ký chủ đặc thù của nó là chuột. Con chuột nó nhỏ thì con sáng dây lùng nó cũng phải nhỏ, đúng không? Nó không thể dài hàng chục mét được. Trong những con sáng dây này thì sáng dây cá là kích thước dài nhất, có thể lên tới 20 mét. À, sáng dây lùng thì do cơ thể ký chủ chính của nó là chuột nhỏ cho nên sáng dây này chỉ dài vài cm mà thôi. Sáng dây chó thì do cơ thể ký chủ chính của nó là con chó, nó cũng nhỏ cho nên sáng dây này thì thường cũng chỉ dài khoảng 70 cm mà thôi. Đối với sáng dây heo, sáng dây bò và sáng dây cá nó có thể dài nhiều mét, thậm chí là hàng chục mét, tại vì nó ký sinh chính là người, kích thước cơ thể ký chủ người thì lớn hơn. À, rồi, và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về bệnh ấu trùng sáng dây heo. À, sáng dây bò tên là cysticercus, à, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về chu trình phát triển của sáng dây. Và cái hình này cô thấy rất là hay, cô rất là tâm đắc về cái hình này, à, cho nên là cô muốn là các em sẽ cùng theo dõi trên cái hình này và trả lời cho cô nha. Bây giờ ở đây chúng ta thấy là tất cả những con sáng dây đều nó nằm trên cái hình này hết. Thứ nhất là sáng dây heo. Sáng dây heo là Tenia solium, đây. Sáng dây bò Tenia saginata, đây. Sáng dây cá Diphyllobothrium latum, đây. Sáng dây chó Diphyllidium caninum. Và sáng dây lùng Hymenolepis nana thì nó lại nằm ở hai chỗ, được chưa? Được chưa mẹ? Em chọn đồ cho con vậy? Em cột tóc cho con. Xinh quá mẹ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về sáng dây. À, như vậy thì cái chu trình này nó đều ở đây là chúng ta sẽ bàn về cái việc đó là nó xoay quanh ký chủ chính là người. Được chưa? Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy những cái vòng này tương ứng với cái chu trình phát triển của nó. Và trong đây mình cũng thấy có những cái hình về quả trứng giúp cho chúng ta có thể so sánh những cái trứng sáng dây với nhau cũng như là ký chủ trung gian. Rồi bây giờ bạn nào sẽ giúp cho cô trình bày về sáng dây đầu tiên là sáng dây heo. Đây, sáng dây heo. À, bây giờ bạn nào cô sẽ gợi ý và các em sẽ trả lời. Alo. Ok, rồi mời em nha. Sáng dây heo ha. Rồi, sáng dây heo theo em thì ký chủ chính là? Rồi, là người và ký chủ trung gian là? Là heo. À, em nhìn lên trên hình và em cho cô biết là heo bị nhiễm phải sáng dây từ người thông qua cái việc là nó nuốt phải cái gì em? À, nuốt phải trứng sáng dây. Ok, hoặc là đốt. Trứng sáng dây nó có đặc điểm gì ở đây? Trứng sáng dây heo có đặc điểm gì ở đây? À, phôi của nó có, phôi của nó là phôi 6 móc và trên cái vỏ của nó có gì đặc biệt? À, có tia, vỏ có tia, vỏ có sọc. Như vậy thì nhìn trên hình này em cho cô biết rằng người bị nhiễm sáng dây heo là do cái gì? Đúng rồi, ăn phải thịt heo bị nhiễm bệnh đó, cho nên người sẽ bị nhiễm sáng dây, à, sáng dây heo. Ok ha. Vậy thì chu trình phát triển của sáng dây heo là có mấy ký chủ? Và đây là chu trình gián tiếp hay trực tiếp? Chu trình gián tiếp. Rồi, hình dung được chưa? Vậy thì ở đây khi mà chúng ta nhìn cái hình này là chúng ta đã giải quyết được một mớ vấn đề về sáng dây heo rồi. Tiếp tục, bạn nào giúp cho cô trình bày về sáng dây bò nè. Dạ, em nói cùng. Bạn hồi nãy tên gì vậy? Thanh Nguyên hả? Vâng. Lê Thanh Nguyên, ok. Số 3 hả? Số 3, số 2, số 1, số 4 hả? Để nhìn nè. Rồi bây giờ sáng dây bò nha. Bạn nào sẽ giúp cho cô nè. Dạ, em ok, ưu tiên cho bạn nào chưa có điểm cộng nha.
Rồi mời em. Rồi sáng dây bò, ký chủ chính của sáng dây bò là? Là con người không? Là người, ký chủ trung gian là? Là bò. Là bò, rồi ok. Như vậy thì bò bị nhiễm sáng dây là từ? Là từ ăn rau có dính chất thải của con người. Hoặc là dính trứng ấu trùng, trứng của... Trứng hay ấu trùng? Trứng, trứng. Đúng rồi, nó phải trứng sáng dây bò. Trứng sáng dây bò có gì đặc biệt với em? Có sao mất buồn? Mô tả đầy đủ đặc điểm của trứng sáng dây bò luôn đi bé. Dạ là... Trứng này có sáng phương chưa? Có vỏ dày, có sáo mốc, có tia. Ok, có vỏ dày, có tia, có phôi sáo mốc ở bên trong. Và như vậy... Và như vậy thì trứng sáng dây bò nó sẽ giống... Nó sẽ giống với trứng sáng dây gì ở trên cái này các em trên hình? Dạ, sáng dây lợn cô. Đúng rồi, giống trứng sáng dây lợn. Do đó rất là khó để mà phân biệt trứng sáng dây bò và sáng dây lợn ở trong trong phân. Nếu như tìm thấy trứng này, chúng ta sẽ không biết đó là sáng dây bò hay sáng dây lợn. Do đó chúng ta sẽ cần quan sát thêm cấu trúc gì nữa để phân biệt. Trứng thì không được thì chúng ta tới cái gì xuất hiện trong phân. Đốt già. Đúng rồi, đốt sáng già. Và như vậy thì chúng ta ăn cái gì chúng ta bị nhiễm sáng dây bò? Dạ, ăn thịt bò, tái. Ăn thịt bò, đúng rồi. Và trong thịt bò nó sẽ chứa cái gì của sáng dây bò? Dạ, nang. Đúng rồi, chứa nang sáng. Em tên gì đó? Dạ, Thanh Thảo. Phương Thảo hả? Thanh Thảo. Thanh Thảo hả? Thứ ba. Nguyễn Thị Thanh Thảo hả? Dạ. Rồi. Tiếp tục nha. Bạn nào giúp cho cô về sáng dây cá nè? Dạ em. Dạ em. À, ưu tiên cho những bạn chưa có điểm cộng em. Ai? Em được không cô? Em tên gì? Dạ Quang Anh. Quang Anh hả? Có điểm cộng rồi. Em Mai Hương. Em tên gì? Mai Hương ạ. Mai Hương. Mai Hương chưa có điểm cộng. Ok, mời Mai Hương. Rồi, Mai Hương cho cô biết nha. À, chu trình phát triển của sáng dây cá ở đây có bao nhiêu ký chủ vậy Mai Hương? Dạ thưa cô là ba. Ba, thứ nhất là? Người là ký chủ chính ạ. Ký chủ trung gian là giáp sát và cá. Và cá, rồi như vậy thì người ăn giáp sát hay ăn cá sẽ bị nhiễm bệnh? Ăn cá. Cá, cá này là cá nước biển hay là cá nước ngọt? À, nước ngọt ạ. À, ăn cá nước ngọt ha, ăn cá chưa nấu kỹ sẽ bị nhiễm. Và giáp sát sẽ bị nhiễm từ người là nhiễm cái gì từ người? Dạ thưa cô là nhiễm trứng không có phôi. Nhiễm trứng, chính xác, trứng không có phôi. Vậy thì trứng có gì đặc biệt nữa em? Dạ trứng, trứng không có phôi theo phân ra ngoài thì trong nước sẽ chuyển thành trứng có phôi ạ. Biết rồi, trứng có gì đặc biệt ở chỗ này? Trứng không có, có nắp ạ. À, trứng có nắp, được chưa? Và cái một cái đặc trưng trong chu trình phát triển của sáng dây cá đó là cái môi trường phát triển của những cái ấu trùng này nó liên quan mật thiết tới môi trường gì? Nước ạ. Môi trường nước, trong khi những sáng dây khác thì chỉ là môi trường phát triển ở trên cạn thôi, được chưa? Rồi, và còn gì nữa nhỉ? Sáng dây cá trưởng thành có gì đặc biệt so với những sáng dây còn lại em? Dạ thưa cô là có đốt không? Cái kích thước rất dài rất ạ. Rồi ok, cảm ơn Mai Hương, rất là tốt ha. Tiếp tục, bây giờ cô muốn bạn nào giúp cho cô về sáng dây chó? Sáng dây chó. Rồi, đã mất tiêu hết rồi, sáng dây chó. Ai nào? Dạ, em trả lời được không cô? Rồi, mời em. Cho cô biết là sáng dây chó thì có mấy ký chủ, đâu là ký chủ chính và đâu là ký chủ trung gian? Dạ cô, ký chủ trung gian là cái con, cái gì ta? Dạ con chủ đó cô, là con chó gì ạ? Là cái chủ trung gian, còn cái chủ tình cờ là con người. Người sang đó. Ủa vậy cái chủ chính là con gì? Cái này là sáng dây chó đúng không con?
cô đang hỏi sáng dây chó. Dạ là con chó. Ừ, ký hiệu chính là con chó, cái chủ tình cờ là con người, vậy ký chủ trung gian là con gì? À, dạ cô, ký chủ trung gian là khi mà có cái mấy cái con như là con bọ ở đồ đó cô. Thì là... rồi. Ok, như vậy thì bọ chét lút phải cái gì mà bị nhiễm mầm bệnh sáng dây chó? Con bọ sẽ nuốt bởi cái trứng thôi cô. Đúng rồi, bọ chét sẽ nuốt trứng. Đặc điểm của trứng sáng dây chó có gì đặc trưng nè? Dạ, nó sẽ là dính từng đám, với lại nó có ở có các màng mọc á. Rồi, và người tình cờ nhiễm phải sáng dây chó do nuốt phải cái gì? Dạ, dạ cô, là khi mà người nhiễm phải sáng dây chó là khi người ta lỡ mà người ta lại ôm hay là sờ vào con chó thì nó sẽ bị dính cái gọi là con bọ chét đó cô, là bỏ xong định rồi. Được rồi, ok, tên gì đó em? Dạ Như Ngọc. Ok Như Ngọc. Theo sáng dây lùng, sáng dây lùng ở đây nó sẽ có hai cái chỗ. Bạn nào giúp cho cô sáng dây lùng coi hai cái chu trình ở đây. Alo. Dạ, dây lùng. Được à, mời em. Sáng dây lùng theo em thì cái chu trình ở phía trên là phản ánh cái chu trình gì? Dạ thưa cô, làm chu trình trực tiếp ạ. Trực tiếp, chính xác. Và cái vòng ở bên dưới thì phản ánh chu trình gì? Dạ thưa cô, là chu trình gián tiếp. Đúng rồi, gián tiếp thì đi thông qua cái ký chủ trung gian là gì em? Dạ thưa cô, là một mì con chuột. Một mì. Rồi cho cô hỏi nè, ký chủ chính của sáng dây lùng là? Dạ thưa cô, là người. Người, còn gì nữa? Ký chủ chính là chuột ha? Ký chủ chính là người, là ký chủ chính tình cờ. Ký chủ trung gian sẽ là mọt mì, mọt gạo. Rồi, là trứng sáng dây lùng có gì đặc biệt chị em? Chào thưa cô, là trứng sáng dây lùng là chào thưa cô, là nó gây nhiễm ở ngoại cảnh. Không, trứng có gì đặc biệt chứ đâu có hỏi cái gì nhiễm gì đâu bé. Dạ thưa cô, là trứng nó theo phân ra ngoài. Trời ơi, cái đặc điểm hình thể của quả trứng ha. Dạ thưa cô, là vỏ nó có hai thành. Ừ, và bên trong nó chứa gì em? Dạ thưa cô, là bên trong trứng có chứa nang trứng. Hả? Không. Cái gì ở đây cô ghi sờ sờ luôn rồi nè mấy đứa. Dạ thưa cô, là trứng sáng có chứa phôi sáu móc. Phôi sáu móc, ok, tên gì đó em? Dạ thưa cô, là Thảo My. Thảo My, rồi cảm ơn Thảo My. Cảm ơn cô. Thảo My, rồi cô thấy rồi. Như vậy thì em thấy là qua cái chu trình này, nhìn sơ lược thì chúng ta biết cái ký chủ chính nè, ở cái lộn ký chủ trung gian nè, đặc điểm trứng sáng so sánh với nhau nè. Ở đây ký chủ chính là người, tuy nhiên cần nắm thêm một số ý nữa, đó là ký chủ chính là liên quan tới những cái động vật nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng con sáng, cụ thể là sáng dây heo bò trước. Đó, sáng dây heo bò, tên khoa học của nó là Tenia solium đối với sáng dây heo và Tenia saginata đối với sáng dây bò. Đây là hình ảnh của sáng dây heo bò trưởng thành và đây chính là cái đầu sáng. Đầu con sáng nằm ở chỗ này, thấy chưa? Đó. Thì sáng dây heo các em, cái đốt sáng già nó có thể rụng khỏi thân con sáng. Và khi nó rụng thường nó sẽ rụng từng đốt riêng lẻ hoặc nó có thể rụng theo một dãy gồm nhiều đốt. Và chiều dài của cái đốt sáng thì thường nó sẽ gấp rưỡi chiều ngang. Đây là sáng dây bò. Cái đầu nó nằm chỗ này nè, được chưa? Và thân của nó thì rất là dài. Đối với đốt già của sáng dây bò thì chiều dọc á nó sẽ gấp 2-3 lần chiều ngang. Sáng dây bò trưởng thành. Đầu sáng dây bò.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh về cái đầu, cái đốt dài và cái trứng của sán dây heo và bò. Đầu sán dây heo và bò giống nhau ở chỗ là đều có bốn đĩa hút. Tuy nhiên khác nhau là sán dây heo nó sẽ có cái chủy và có hai hàng móc, sán dây bò không chủy, không móc. Đốt dài của sán dây heo thì chiều dọc nó chỉ khoảng gấp rưỡi chiều ngang, tử cung ít phần nhánh, có phần nhánh nhưng mà phần nhánh không nhiều, không nhiều nhánh. Còn sán dây bò thì đốt dài gấp 2-3 lần chiều ngang và tử cung phần nhánh rất là nhiều lần. Đây là hình thể của sán dây heo. Cái đầu sán nè mấy đứa, cái đầu sóc lét của sán nè, scolex của sán nè. Và chỗ này chính là cái đĩa hút, cái chủy và cái hàng móc. Đây là đốt của sán dây heo. Rồi, đây là đầu của sán dây heo luôn. Và nó ép trên tiêu bản nè, 4 đĩa hút, móc. Đầu sán dây bò thì không chủy, không móc như mấy đứa. Và đốt dè thì khá là dài và đồng thời phân nhánh chặt chịch ở bên trong. Trong những cái nhánh này là chứa đầy trứng. Đầu sán dây heo và đầu sán dây bò. Đốt sán dây heo và đốt sán dây bò. Rồi, trứng sán dây heo và sán dây bò. Thì trứng sán dây heo và sán dây bò giống nhau và thường không phân biệt được bằng trứng. Đều có trứng hình cầu, màu nâu sậm, vỏ dày và có những cái sọc trên vỏ trứng, người ta gọi là những cái tia, những cái vân. Và bên trong nó đã có sẵn phôi xóa mốc rồi. Rồi, về chu trình phát triển của sán dây heo thì như nãy giờ các bạn đã trình bày rồi hả các em? Là sán dây heo trưởng thành, ký sinh trong ruột người và các em lưu ý là một người đồng thời chỉ nhiễm một con sán dây heo mà thôi. Lý do là bởi vì người ta giải thích rằng khi kem nuốt phải nhiều nang ấu trùng, có thể là kem ăn cả ký thịt heo đi, kem nuốt phải rất là nhiều nang ấu trùng vào trong đường tiêu hóa. Thì khi một cái đầu sán từ trong cái nang đó mà nó bám vào thành ruột thì nó sẽ thay đổi cái đặc tính sinh lý trên bề mặt niêm mạc ruột, khiến cho những cái nang sán khác, cái đầu sán khác không bám vào được. Hoặc là nó sẽ tạo ra cái đáp ứng miễn dịch, và khi những cái đầu sán khác bám vào thì lập tức bị những cái đáp ứng miễn dịch đó nó đẩy ra. Cho nên là chỉ duy nhất một người đồng thời chỉ nhiễm một con sán dây heo cùng một thời điểm mà thôi. Rồi, sau đó thì nó sẽ dùng cái gì? Kem nó dùng cái móc nè, cái đầu sán của nó nè, để nó bám vào cái niêm mạc ruột và nó hút chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, trên những cái đốt sán, cơ thể dài hàng chục mét của nó thì không thể nào trông đợi hoàn toàn vào cái đầu sán để mà nuôi dưỡng cơ thể. Mà chất dinh dưỡng có thể thấm xuyên qua đốt sán để vào bên trong cơ thể của con sán. Và sau đó thì những cái đốt sán già rụng khỏi thân con sán, nó không có nhu động, cho nên nó sẽ theo cái nhu, nó không có tự cái còn cái nhu động, do đó thì nó sẽ theo phân và di chuyển ra bên ngoài. Ra bên ngoài thì nó vỡ thành những cái trứng, và khi heo nuốt phải trứng thì heo sẽ bị, và bên trong cơ thể heo phôi xóa mốc sẽ phóng thích ra ấu trùng. Ấu trùng sẽ xuyên qua ruột heo đi vào trong thịt heo và biến thành những cái nang sán, gọi là nang ấu trùng. Và khi người ăn thịt heo nấu không kỹ thì sẽ bị nhiễm nang ấu trùng. Rồi, như vậy thì đây là hình ảnh của nang sán. Cái trắng trắng thụt vô trong chính là cái đầu sán, cái cổ sán. Còn đây là cái túi dịch bao chứa chất dinh dưỡng để bảo quản cái đầu sán này. Và sau đó thì khi người mà ăn phải thịt heo thì nhiều đầu sán sẽ phóng thích ra trong đường tiêu hóa. Tuy nhiên chỉ có một cái đầu duy nhất là bám vào thành ruột và sau đó cho ra sán trưởng thành. Và tương tự như vậy thì chúng ta có chu trình phát triển của sán dây bò. Cái khác biệt giữa chu trình phát triển của sán dây heo và bò đó là khí chủ trung gian là bò. Và ở đây là cái đốt sán già, các em, thì nó có khả năng, đối với sán dây bò, đốt sán già có khả năng rụng khỏi. Và nó còn cái nhu động cho nên nó sẽ bò lúc nhúc. Nó sẽ bò, và bò dọc theo cái đường tiêu hóa và đi ra ngoài. Cho nên nếu như đốt sán dây heo tìm thấy trong phân thì đôi khi đốt sán dây bò có thể tìm thấy trong quần áo mền chiếu, do nó tự bò ra ngoài vào ban đêm khi chúng ta ngủ. Chúng ta xem một số hình ảnh đầu sán nhô ra khỏi cái túi nang sán ở trong cơ thể của bệnh nhân. Đầu sán và cổ sán nè các em. Cái túi bao này sẽ cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng đầu sán cho tới khi đầu sán bám được vào thành ruột, rồi đó hút chất dinh dưỡng ở người. Đầu sán đang bắt đầu cho ra những đốt sán, và đây là vết tích còn lại của cái vỏ bao nang sán ban đầu. Nang ấu trùng trong thịt heo gạo nè kem, nó bốc ra từ chỗ này nè, nang ấu trùng đó, cái đầu nó thụt vào bên trong. Đây là lưỡi của heo mà bị nhiễm ký sinh trùng, nhiễm nang ấu trùng.
gửi heo gạo đó mới đó. À, heo mà bị nhiễm sáng thì bên dưới cái lưỡi heo nó sẽ chứa đầy những cái nang sáng như thế này. À, cho nên chỉ cần lật dưới lưỡi heo chúng ta biết heo có bị nhiễm sáng hay không. Nang ấu trùng trong tim bò. À, nang ấu trùng trong thịt heo và thịt bò. Cái chỉ to cỡ cái nang ở trong thịt thì nó sẽ to nhỏ hơn cái đầu của cái lỗ khóa. Cái hình tròn á em, cái lỗ tròn của cái chìa khóa. Rồi nang ấu trùng trong mô cơ tim bò. Nang ấu trùng trong thớ thăn thịt. Và khi chọc vỡ cái túi nang thì một cái đầu sáng nó sẽ nhô ra và nó sẽ có những cái cổ và dần dần hình thành những cái đốt sáng. Nhỏ hơn nhiều so với cái que diêm đúng không em? Rồi nang ấu trùng nhiễm trong thịt bò. Cái nang ấu trùng hình hạt gạo trong thịt. Đốt sáng dây bò đang di chuyển ra bên ngoài nè kem. Và những thực phẩm mà thường á, bệnh nhiễm sáng dây bò phổ biến hơn sáng dây heo. Lý do là bởi vì người nhiễm sáng dây bò do thực phẩm á, thịt bò thường dễ nấu không kỹ hơn là so với thịt heo. Đó, những cái thực phẩm mà mang sáng. Rồi tiếp theo là sáng dây cá. Sáng dây cá là sáng dây có kích thước dài nhất, có thể lên tới 20 mét. Đầu sáng dây thì không chủy, không móc, chỉ có khe rãnh ngoạm thôi. À, và đốt sáng già thì chiều dọc nó sẽ ngắn hơn chiều ngang. Đốt sáng có hình thang đó, nó chiều dọc ngắn hơn chiều ngang. Chính giữa nó sẽ có một cái tử cung phân nhánh, nó chứa đầy trứng, thường có màu đen và người ta gọi là tử cung hoa hồng. Và nó có lỗ đẻ nè các em, cho nên nó sẽ trứng sẽ xuất hiện trong phân, đó, bởi vì đốt sáng có lỗ đẻ. Và đây là hình ảnh của trứng. Trứng sáng dây cá thì chưa có phôi và trứng có nắp, nó cần môi trường nước để tiếp tục phát triển giống như sáng lá vậy. Chu trình phát triển của sáng dây cá thì trứng theo phân ra ngoại cảnh, sau đó là cho ra ấu trùng có lông, tiếp tục đi vào cơ thể giáp xác và tiếp tục nhiễm vào trong cơ thể cá nhỏ và cá lớn, và cuối cùng người ăn thịt cá nấu không kỹ gọi cá sống thì sẽ bị nhiễm sáng dây cá. Sashimi gì đó cũng sẽ nhiễm sáng dây cá. Đây là hình ảnh sáng dây cá trưởng thành rất là dài, có thể lên tới 20 mét. Đốt sáng dây cá khi quan sát trên kính hiển vi và nhuộm màu nè các em, đây là tử cung hoa hồng. Cái đầu sáng. Chào bà đi con. Rồi đây là trứng sáng. Hả, trứng sáng. À, tử cung chứa đầy trứng. À, con sáng dây cá đang nằm ở trong niêm mạc ruột, đang nằm ở trong ruột. À, tử cung hoa hồng màu đen của nó, và đây là đốt sáng già rụng khỏi thân con sáng nè các em. À, xin lỗi. Đây là những cái đốt sáng bị đứt trong quá trình người ta sổ sáng và tìm thấy trong phân. Rồi sáng dây chó thì chúng ta sẽ có là nó tương tự như đầu sáng dây heo, cũng có các cái đĩa hút, cũng có chủy, nhưng mà trên này nó có tới 3-4 hàng móc. Và giống như hồi nãy bạn mình nói, sáng dây chó thì cái đốt của nó hình hạt dưa leo, cho nên còn gọi là sáng dây dưa chuột. Trứng của sáng dây này thì nhỏ, tròn, trong suốt và thường dính thành từng đám, cho nên ít nhầm lẫn. Dù cho cái bọc bao này nó bị mất đi thì trứng vẫn dính thành từng đám, cho nên rất là dễ phân biệt. Chu trình phát triển của sáng dây chó, các em, đó là chó sẽ thải những cái đốt sáng. Dây chó có khả năng tự bò ra bên ngoài giống như sáng dây bò. Và nó phát tán ra ngoại cảnh. Và sau đó thì trứng sáng có thể là khi mà chó đùa giỡn trong môi trường đất, trứng sáng sẽ dính lên trên cái lông chó, bọ chét chó nuốt phải thì nó sẽ hình thành ấu trùng. Và khi chó liếm lông thì nó sẽ nuốt phải bọ chét, sau đó là bị nhiễm sáng dây lẫn nhau. Và người bị nhiễm sáng dây chó là do tiếp xúc với chó hoặc là do nuốt phải bọ chét chó, nhất là trẻ em. Đây là hình ảnh của những cái đốt sáng dây chó. Sáng dây chó nè các em, cái đầu, cái đốt. Đốt như hình hạt dưa leo. Đốt sáng dây chó trên kính hiển vi. Đốt già nó sẽ chứa đầy trứng ở bên trong. Nó là những cái túi đầy trứng. Đó, giống như hình hạt dưa leo, cho nên gọi là sáng dây dưa leo. Đốt sáng dây chó ở trong phân. Trứng sáng. Và đây là bọ chét chó. Ký chủ trung gian của sáng dây chó. Kích thước bọ chét khoảng tầm 2 mm, cho nên trẻ em cũng hay nuốt phải bọ chét lắm kèm. Sáng dây lùn.
À, sáng dây lùng được gọi là sáng dây lùng vì nó ngắn nhất, nó chỉ vài vài cm mà thôi. Nó cũng có bốn đĩa hút, có chỉ nhưng mà nó chỉ có một hàng móc. À, đốt sáng dây lùng thì chiều dọc ngắn hơn chiều ngang, không có lỗ đẻ cho nên đốt sáng sẽ rụng theo phân ra ngoài. Tuy nhiên đốt sáng dễ vỡ, cho đó trong phân thường chúng ta tìm thấy trứng. Đặc điểm của trứng sáng dây lùng là có hai thành, thành ngoài và thành trong. Ở trong thành trong thì nó có những cái chõm, và ở hai đầu chõm, ở hai cái cực có hai cái chõm xuất phát những cái dây treo, ở những cái dây treo trong cái dung dịch ở bên trong. Ở giữa thành trong và thành ngoài là một cái dung dịch sệt và dây treo, thì nó sẽ xuất phát từ chõm và đi vào trong cái khối dung dịch đó. À, chu trình phát triển của sáng dây lùng ở kem thì nó sẽ có ba cái chu trình gián tiếp thông qua mọc mì, chu trình trực tiếp là do nuốt phải trứng qua đường phân miệng, và chu trình tự nhiễm. Chu trình trực tiếp, trứng theo phân người hoặc chuột ra ngoại cảnh, nó sau đó sẽ nhiễm qua thức ăn nước uống vào lại trong cơ thể người và gây nhiễm sáng dây lùng. Chu trình gián tiếp, trứng theo phân người hoặc chuột ra ngoại cảnh, đặc biệt là phân chuột các em sẽ bị nuốt, tại chuột nó thường ký sinh trong những bồ lúa bồ gạo, cho nên sẽ bị nuốt bởi mọt mì mọt gạo, và khi mà chuột ăn phải mọt mì mọt gạo thì bị nhiễm, và trẻ em mà bóc gạo sống hay bột kẹo ăn thì cũng có khả năng bị nhiễm, hoặc người ăn bánh mì nướng chưa kỹ cũng có khả năng bị nhiễm sáng dây lùng. Chu trình tự nhiễm đó là chu trình tự nhiễm đó là trường hợp những cái con sáng dây lùng này nó phóng thích, trứng được phóng thích ra và sau đó thì nó sẽ nở cho ra cái con ấu trùng. Ấu trùng này nó có thể là đi ngược lại vào trong cái đường tiêu hóa và phát triển thành sáng trưởng thành. Rồi đó là chu trình phát triển của giống sáng dây mà cô vừa liệt kê. Bây giờ đặc điểm của sáng dây thì phân biệt đầu sáng, đốt sáng và trứng sáng, cái này cô đã phân biệt cho các em rồi. Triệu chứng trong trường hợp nhiễm sáng dây các em nó thường liên quan tới hai vấn đề. Thứ nhất là do sáng dây số lượng nhiều, hoặc sáng dây kích thước lớn hấp thu nhiều chất dinh dưỡng, hoặc là do những cái chất do sáng dây tiết ra, cho nên bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện về rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, hoặc là đau bụng xen kẽ với tiêu chảy và táo bón. Rồi bệnh nhân sẽ bị sụt cân, hoặc là người xanh xao do thiếu hụt chất dinh dưỡng, thiếu máu, cho nên sẽ bị mờ mắt, ù tai, tim nhanh, đánh trống ngực, có thể là ho, khó thở hoặc là nổi mề đay là do những cái dị ứng với những cái chất độc do sáng tiết ra. Trong trường hợp bị nhiễm sáng dây cá, bệnh nhân còn có thể là thiếu máu hồng cầu to do thiếu vitamin B12, bởi vì sáng hấp thu vitamin B12 trong đường tiêu hóa, cho nên ngăn cản sự thu nạp vitamin B12 cho nên gây thiếu máu. Chẩn đoán em, chẩn đoán thì chúng ta sẽ tìm đốt sáng hoặc trứng sáng. Hoặc là bằng phương pháp Raham mà giống như Yun Kim, chúng ta sẽ dán băng keo để tìm thấy trứng sáng ở cái nếp rìa hậu môn đối với trường hợp sáng dây heo và bò. Điều trị sử dụng thuốc Tây y là Nicosamide, Praziquantel hoặc sử dụng hạt cau và hạt bí. Trong trường hợp mà kem sử dụng thuốc hoặc là sử dụng thuốc Tây y, kem thường nó sẽ có hiệu quả rất là tốt trên sáng. Nó sẽ làm cho sáng bị chết và sau đó thì sáng sẽ đứt thành từng khúc và theo phân ra ngoài. Tuy nhiên để biết là có thật sự là sổ được sáng hay không thì khoảng 3 tháng sau chúng ta phải đi xét nghiệm trở lại. Bởi vì nếu còn cái đầu sáng thì 3 tháng sau nó sẽ bắt đầu cho ra lại con sáng trưởng thành và phóng thích trứng hoặc là đốt sáng. Còn nếu như mà không có, còn nếu không thì thay vì mà muốn biết cái kết quả liền là có được sổ sáng thành công hay không, muốn biết liền thì chúng ta có thể cho bệnh nhân dùng thuốc sổ nhẹ và sau đó thì tìm đầu sáng để chắc chắn là đã sổ sáng thành công. Đối với hạt bí, hạt cau thì đây là những cái bài thuốc dân gian, nó có tác động gây tê liệt cái hệ thần kinh của con sáng. Và do đó thì thường sau khi uống xong thì chúng ta phải dùng thuốc sổ, tại vì nó gây tê liệt, có thể là chưa gây chết. Do đó thì phải cần thuốc sổ để đẩy con sáng ra bên ngoài. Thuốc gây tiêu chảy á không? Đúng rồi, cho mình bị tiêu chảy, đau bụng, tiêu chảy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về thuốc điều trị sáng. Praziquantel có hiệu quả trên sáng và thậm chí là đen sáng ở mô. Cái vai trò của nó là tăng tính thấm của dòng canxi 2 cộng, một cái dòng quan trọng trong quá trình co cơ, cho nên nó sẽ làm cho sáng bị tê liệt. Đồng thời nó cũng
hình thành những cái mụn nước trên thân của sáng, trên đốt sáng, làm cho khi mụn nước rồi nó vỡ ra thì làm cho sáng bị phá hủy. Nicosamide thì nó sẽ hiệu quả trên sáng dây trưởng thành, nó không hiệu quả trên bệnh ấu trùng sáng dây, và nó cũng ức chế cái quá trình thu nhận chất dinh dưỡng và thu nạp năng lượng, khiến cho sáng bị chết và sau đó là sáng sẽ đào thải ra bên ngoài. Rồi bây giờ phần cuối cùng là chúng ta sẽ nói về bệnh ấu trùng sáng dễ heo, cystitis acute cellulose. Bệnh ấu trùng sáng dễ heo là gì? Bệnh ấu trùng sán dây heo, nếu như trong cơ thể kem có sán dây heo trưởng thành thì sán dây này sẽ thải trứng ra ngoại cảnh, đúng không kem? Và trứng trong rau, và nếu heo nuốt phải thì heo sẽ bị nhiễm nan sán, và người ăn thịt heo chứa nan sán sẽ bị nhiễm sán dây heo trưởng thành. Đó là cái chu trình của bệnh sán dây heo trưởng thành. Còn bệnh ấu trùng sán dây heo là gì? Đó là trứng sán dây heo ra rau củ quả, và người ăn rau củ quả mà nuốt phải nan, nuốt phải trứng thì vào trong cơ thể người, tương tự như cơ thể heo, nang sáng cũng sẽ hình thành trong cơ thể người và gây ra bệnh nang sáng, bệnh ấu trùng hay là bệnh nang sáng dây heo. Và nó sẽ xuất hiện ở não, ở mắt và ở mô cơ xương, những cái nang sáng sẽ tập trung ở đó. Bệnh ấu trùng á, nếu như mà kiểu ơi nhá, nếu như mà bệnh sáng dây heo trưởng thành đó kem, sáng dây nó chỉ gây bệnh khu trú tại đường tiêu hóa cũng như kèm theo một số những cái tác động tại các cơ quan khác, như thường bệnh thường nhẹ và không nguy hiểm. Thì đối với bệnh nang sáng dây heo, bệnh ấu trùng sáng dây heo, nang sáng có thể có mặt ở mặt não, ở mắt và ở mô cơ, và thậm chí có thể gây tử vong. Cho nên bệnh ấu trùng sáng dây heo nguy hiểm hơn bệnh sáng dây heo. Như vậy thì con đường lây nhiễm là gì? Tác nhân là chúng ta nuốt phải trứng sáng dây heo. Lây nhiễm là ngoại nhiễm từ thức ăn nước uống. Thì cái này là nó thường xảy ra, nhưng số lượng trứng chúng ta nuốt phải hay là nang sáng chúng ta hình thành trong cơ thể chúng ta thì thường ít, thì hiếm khi chúng ta nuốt một cái mật độ trứng quá nhiều. Nhưng mà có cái hiện tượng tự nhiễm sẽ làm cho chúng ta bị nhiễm một số lượng nang sáng khổng lồ. Đó là những cái đốt già sau khi bị đứt khỏi thân con sáng, nó bị theo cái nhu động của đường tiêu hóa, nó bị đẩy ngược lên dạ dày. Trên dạ dày, axit dạ dày sẽ làm vỡ cái nang và phóng thích trứng. Sau đó thì trứng sau khi được phóng thích thì nó sẽ sao các em, nó sẽ nở, tại nó có sẵn phôi rồi mà. Nó sẽ nở cho ra ấu trùng hay là ra phôi. À, ấu trùng hay là phôi sẽ xuyên qua niêm mạc dạ dày, niêm mạc được tiêu hóa vào máu và phân bố theo hệ thống tuần hoàn tạo thành nang sáng ở các cái mô trong cơ thể như là mô cơ, mô dưới da, mắt, não hoặc là tim. Đây là nang sáng ở dưới da. Nang sáng trong phim chụp X-quang, những cái chỗ đốm trắng trắng là nang sáng trong mô cơ. Nang sáng ở mắt làm cho chúng ta bị lệch nhãn cầu, sinh thiết để tìm để lấy nang sáng ở dưới da. Nang sáng ở não. À, chẩn đoán thì chúng ta sẽ sinh thiết chụp X-quang hoặc chụp hình não, hoặc là chúng ta sẽ xét nghiệm ELISA tìm kháng thể trong huyết thanh. Điều trị thì phẫu thuật lấy nang hoặc là dùng thuốc để tiêu diệt nang. Trong trường hợp nang sáng ở não thì chỉ có thể dùng thuốc mà không thể điều trị được nha các em. Phòng ngừa thì chúng ta sẽ không ăn rau cải sống bởi vì có thể nhiễm phải trứng sáng dây heo. Và đặc biệt là không ăn thịt sống bởi vì ăn thịt sống sẽ làm cho chúng ta bị nhiễm sáng dây heo bò trưởng thành. Và khi nhiễm sáng dây heo bò trưởng thành thì nhiều khả năng chúng ta sẽ bị hiện tượng tự nhiễm và trứng bị dội ngược lên, đốt sáng bị dội ngược lên dạ dày gây phóng thích trứng, và sau đó chúng ta sẽ bị nhiễm ấu trùng sáng dây. Rồi, kết bài. Ôi may quá.